Cứ hôm qua sợ, hôm qua là sợ. Hôm qua là sợ. Mẹ tao đứng ngay tao rú rồi. Bà đứng bà rũ tóc ra thì tôi thấy bà hôm qua bảo trên tầng 3 ấy, sợ chưa? Gì ăn? Tao lên, tao nằm, xong rồi tao còn kéo cái rèm ra. Tao bởi vì lúc ấy tao thấy cái gì nó kêu kêu trong đấy, tao kéo ra. Thật. Mày bố nhìn dưới phát kiếp. Trời, nếu mà đèn lên nữa. Rồi, cái là thoát điện kìa. Cái gì? Mà cái này có dùng được không anh? Sạc ngay. Rồi nhá. Rồi đi cho máy đấy. Ôi trời ơi, không được. Cái này không cho taxi. Cái này là đâu có con này. iPhone sắp tới là cho taxi hết rồi. Cái gì cung mèo? Mắt nói cho tặng cái loa ấy. Cái loa mà không nghe được ấy. Tao không nghe được. Nhưng mà cái loa nó cũng cắm được vào máy tính, em nghe cái thằng cụ thụ đến. Thằng cụ thụ có biết không? Đến nó bật loa của em, xong rồi nó vặn loa kích to rồi à, nó vặn, xong rồi nó vặn từ lúc không rồi nó bắt bùng phát ra 100, thế nó bùng phát. Nó cháy nó nghĩ là chúc mừng. Kẹt nè, nhà nó bắn loa. Nhà bắn loa này. Xong rồi nó chạy mất cú đòn, nó đến chơi đó. Tiến kể chạy ra rất là hề chứ. Ngủ cái cứt này bật loa, mà con loa thì cắm vào máy tính không? Cắm được mà. Vẹt, cắm kiểu gì? Thì chắc gì? Đây này. Anh lấy một cái dây 3.5, nghĩa là hai đầu đều 3.5. Một loa anh không cho được, loa này bán ấy, loa 100.000 không cho được. Loa cho loa 300.000 thôi. Thế loa tay xin à? Cho nó một cái được. Cho cái loa cũ rồi, tặng cái loa cũ rồi, cầm mấy ông này mà sạc. Loa nào vòng á? Loa cũ rồi. Không. Không đấy. Cắm cái gì nhỉ? Trên 3.5 đúng không? Nghĩa là hai đầu đều. Hai đầu 3.5. Hai đầu 3.5, một cái đầu đắm gắm vào máy tính, một cái đầu gắm vào lỗ kia. Ô dây à? Hả? Lấy đi mà kiếm, có nhưng mà ngắn. Lấy không lấy có đấy. Ra ngoài vườn, ra sạc pin.